có thịt là có tiền, vậy có tiền là có bánh mì là có thể có tiền. Đúng không Lily? Ồ, nhà bên kia bữa nay đẹp rồi đó hả? Bữa nay bắt đầu đẹp rồi. Ông vừa coi mình lên bên kia không? Bên kia nào? Chợ lớn vậy đó hả? Không, nghĩ là đường lên bên kia của vui. Và ông nào kiếm bếp là vui. Cũng lạnh hơn mà, nhiều người cũng lạnh hơn. Tôi nói bị đó, thành ra tôi làm nói sợ quá. Mấy chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn nha. Mình đi với video tiếp theo của Cuộc Sống Sài Gòn TV. Hiện tại là em đang ở địa chỉ là 189 Phạm Hữu Thứ, phường 4, quận 6. Thời gian bán của heo quay Kim Mai đó là từ 6:30 cho đến 18 giờ hàng ngày. Giá heo quay đó là 320 một ký. Dạ. Hôm nay quay trở lại heo quay Quá Hậu. Hai chục cổ, chị khách mua 20 cổ. Chào chị Út nha. Dạo này dì Mai không có dì Mai mà có dì Út không à? Dì Út tôi cũng đâu có dì không. À đúng rồi. Có dì Út không à, không có dì Mai. Nhiều người hỏi sao tưởng dì Út mới có 40 tuổi đó. Phải thấy trẻ. Hả? Cũng phải 4 mấy, chị Mai 5 mấy rồi mà. Tốt không mà. Thì tầm 42 đúng không? Quá trẻ hả? Gì 42 không? 42 chứ. Uống cà phê, uống cà phê. 42 trẻ dữ vậy. Không, dữ là tầm khoảng 47 cho đến 50. 47 cho đến 50. Tầm đó. Mình đã là 40 rồi mà mình thấy vậy mà. 47 cho đến 50, làm đó thôi. Đó nhà này đó. 47 đến 50. Ừ. Thấy trẻ thật mà, thấy gì người nhỏ. Dạ dạ cho để. À ok. Chị biết là đều phải làm trong nước thì bắt đầu làm trong nước. Là nó trẻ, người nó nắng quá trời, nắng luôn. Lại đem đi.
bánh mì đang rất là hút khách luôn, làm ra ổ nào là hết ổ nấy. Mình nói vậy thôi có gì đâu mà phải vô duyên, không vô duyên ta hả? Lấy gì vô cô ơi? Đúng không Diệu? Nói với chuyện cho vui thôi, cái gì đâu phải vô duyên, mà không vô duyên thì sao? Không chiều hết thiên hạ được. Ờ, gì cũng nói được. Bữa nay tôi thấy anh ngày càng nói chuyện càng hay mà, đâu có gì đâu. Rồi. Nói chuyện cũng kêu vô duyên, mà không nói thì cũng vô duyên. Thôi cho vô duyên luôn đi. Bình thường. Ghét rồi cho ghét luôn. Cảm ơn bà, cô chú, anh chị và các bạn. Nhiều người cũng thiệt tình. Ổn mì đâu. Quay câm miệng thì nói, quay không biết nói. Mà nói đâu có phải là dễ đâu nha. Nói để tiếng Anh thì sao bà không để tiếng Việt. Để tiếng Anh làm gì. Còn ông bà cô chú anh chị nào thích kênh nào thì nó thì cứ coi kênh đó, đừng có chửi, đừng có vào kênh đó mà chửi kênh khác. À, nó một cuộc sống mình không thích thì mình có thể lọc mình đi ra, mình tắt tiếng, mình nghe âm hình ảnh thôi. Hẳn luôn, bình thường. Có gì đâu mà phải sân si đi qua kênh khác chửi này chửi nọ người ta làm gì. Cuộc đời này nó có gì bao nhiêu. Ủa thì người ta nói gì kệ ta đi lắm thì anh phải bức xúc kệ đi anh. Có nhiều người rảnh hơi thiệt. À đang mở điện thoại, đang đọc tin nhắn kìa. Đang đọc tin nhắn. Nhiều người rảnh thiệt. Không thích xem cứ lướt qua. Không cần phải vô comment chửi làm gì. Mình nhiều người chửi đây xong rồi mình còn không hoàn thiện được bản thân mình mà sao. Xem clip là vui vẻ, nói chuyện vui vẻ thôi. Đứng im im câm câm là li chặt heo quay cũng buồn. Anh chả hiểu nữa nha, nhiều người sao. Dạ. À, thấy không biết mấy người nào sân si chửi thẳng vô kênh mình đi, đúng không? Chửi đi qua kênh khác chửi tùm lum. Có chị Nga không vậy chị Nga? Có ẩn hiện không vậy? Nga vô chửi đó. Dẫn chứ ông bà cô chú hiểu đi. À, nhiều lúc tụi em đi quay á thì anh em đi quay á là mỗi anh em đứng mỗi góc, đứng một cùng một thời điểm. Cũng có thể là người này thích kênh A và thích kênh B, người thích kênh B, người thích kênh C. Mỗi người có một cái sở thích khác nhau. Hả? Mỗi cách trò chuyện nó khác nhau. Mỗi cái nói chuyện nó khác nhau chứ không ai giống ai hết. Giống ai hết thì thôi chứ làm sao gọi là con người mình, mỗi người mỗi tính mà. Hay là trước mắt cái là mình mong đó là ai xem clip thì ủng hộ mình rất là mừng. Em rất là mừng chứ không có gì hết. Chứ đâu có gì, còn góp ý chân thành thì nên góp ý chân thành thì không ai. Còn cái gì vô duyên đó là như thế nào gọi là vô duyên. À, còn nhiều người cũng đảnh thiệt. Chửi này chửi nọ mình cũng chả hiểu. Mình không được thì thôi mình lướt qua đào nhau thôi, có gì đâu mà phải ơi. Nghe tiền đi được nét mời là bật tiếng Việt Facebook rồi kìa. À, ngon đó Ly, vô luôn đi được rồi. Cam kết một tháng trả 20 triệu. Ngon lành được á. Không Ly vô được mà. Đâu có làm cơ quan gì đâu mà không vô. Thế nào là em mời đó. À, ghê đấy. Vô nét là phải đang cẩn thận nha, video á. Có hợp đồng đồng hàng mà. Có hợp đồng. Thế sao nữa? Nó mời á. Mời rồi thì
tụi em đi quay nói chuyện vui vẻ, vui không có chạy gì. Dù view nó không có không, cũng vui vẻ nói chuyện cho vui thôi chứ với chủ, chứ đâu có gì đâu mà phải tụi em mà người xem là còn lại sân si, còn có người đâu hàng xóm đây không biết. Mày vô comment ai hỏi vậy? Địa chỉ ở đâu? Cái là ở đâu? Chỗ này đưa này bán không có được đâu. Bán nó lạc lắm, nó không có ngon mà là chi vậy tại. Không được thì thôi để người khác mua chứ. Mỗi người mỗi sở thích, mỗi muốn ăn mà. Hả? Kêu là mướn mấy ông này tới quay, rồi chị quay quảng cáo. Nó thật sự là món ngon tụi em mới ra quay. Với lại nó có quay nó cũng có cái duyên nữa nha, chứ không phải có cái duyên nữa, cái duyên để quay nữa chứ không phải ai tới quay là tụi em cũng quay đâu. Nói thiệt, có nhiều người quay lại hỏi chứ ai cho quay đâu mà quay, nhưng mà thực tế là nhiều người kêu tới quay tụi em không tới đó nha. Nhưng mà có duyên đó, nói chuyện cho nó vui. Ví dụ như tụi em quay video đứng này cũng áp lực lắm, lâu lâu rồi chọc gì út một xíu, chọc các chị một xíu nói chuyện thôi chứ có gì đâu mà phải kêu vô duyên này vô duyên nọ. Ví dụ như là mình coi, mình coi cứ vui vẻ, không có thầy thôi đúng không, thầy luôn ha, gái thì mị á, gái thì mị không. Mà Lily cái vô đọc comment không, thấy comment không, comment trên Facebook á vui lắm của anh á. Vâng, vui lắm. Nói chung là gái thì mỹ lâu lâu liệu kì. Trước giờ tôi đăng Facebook là cũng tôi phá cái nào đâu mà nó qua chửi gì đâu mà chắc là do mình đang ở sao đây đăng Facebook cứ để người ta bình luận tự do mình đâu quan tâm gì. Dạ em là người miền Trung, đây là nói tiếng miền Trung này nó hơi cọc càng một xíu chứ nó không có ngọt ngào đâu. Mua mấy cây đồ ăn tính sao thì em nói vậy, ba mẹ sinh ra như thế nào thì mình nói vậy chứ chả có cái gì đâu hết. Mỗi người có mỗi cái phong cách khác nhau ha. Mấy môi chụp luôn xin đứa qua học đồng hương quá, quá hậu đồng hương là hai đứa là học thì nó lên trên nữa thì nó 32 ổ, tôi đếm anh chị đi liên tục rồi ngon rồi đó, không đâu làm không lại đâu. nghi chị Tâm bữa Nga, nghe chị Tâm với chị Nga vô comment quá. Hả? Đúng không? Nghi hai chị quá. Hay là chị Liên vô comment đây không biết. Có luôn. Bây giờ không làm một kênh mới không nói gì hết, cứ đến quay thôi được đó. Thấy ngon quá mà, kênh nó đang lên quá mà. Xá xíu là xá xíu, heo quay là heo quay. Chung mở cái trái lại. Ồ, hai cái giò này. Giữ nguyên á. Sao bánh này xá xíu là xá xíu, quay là quay. Mấy giò? 30.000 cái chú. Ba cái giò. Lấy cho con cái em. Đi ra không có được. Hai ổ là 30.000 nha gái. Hai cái giò luôn. Hai cái giò. Hai giò chặt luôn nhé cả nhà. Giò heo là 150.000 ký. 350. Sáng sớm mà chưa ăn sáng là chặt hai giò thấy khóc thét rồi. Đúng rồi. Ăn cái này là đủ ngon. Ngon. Cái gấp á, để mấy cái gấp qua hai. Bỏ mấy cái gấp qua chị Liên. Bỏ vào anh, bỏ vào anh. Đây.
Đúng rồi. Hello con gà. Nhà này dài ghê hả? Nhà nó dài ghê này. Sao lúc luôn. Chị lấy cái giò đúng không? À, với miếng này đi. Okay. Được ký vào rồi. Các cô các chú đứng đông lắm nha. Các bạn đứng. Cái này 180 của ai nhỉ? Của chạy. Vô mánh mấy cái giò heo liền. Khó chặt ha. Dân tung té tè túng có đây chị. Dạ không ra cái chị này cái giò xong mới kêu chú này. Rồi đó miếng ba rồi nữa em. Miếng nào lấy chị miếng này giờ lấy miếng nào không? Miếng này nhỏ quá lấy nữa. Miếng nó có chặt không con? Không. Rồi cái này mình xả nó bán. Rồi giờ nửa miếng nào đó chị ở đâu? Cái này đi. Đó quá chặt nha. Dạ. Ở đâu con? Lấy con ngon á. Được rồi. Dạ, video mới nhất nha ông bà, cô chú, anh chị và các bạn trong sáng hôm nay. Dạ, vô chú. Hôm nay là cuối tuần thứ 6, hôm nay là thứ 6 nha. Dạ. Hôm nay thứ 6 là ngày 13 tháng 9. Cô lấy rồi, cô lấy nguyên miếng hả? Lấy nửa ký. Lấy đây, đưa cô nguyên miếng rồi chặn này. Cảm ơn ông bà cô chú, hẹn gặp lại ông bà cô chú anh chị và các bạn trong các video tiếp theo của em. Nhớ like, subscribe và chia sẻ giúp em nha. Cái nửa kia. Cái bóng này của ai vậy? Đây.